Thưa quý vị, lâu nay việc khai thác cát trên sông Đồng Nai gây sạt lở ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác của người dân, thậm chí là uy hiếp cả vườn quốc gia các tiền khiến dư luận vô cùng bức xúc. Và một trong những công ty gây ra nhiều sai phạm sạt lở nghiêm trọng sông Đồng Nai là công ty Trường Phát đóng chân trên địa bàn của tỉnh Bình Phước. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì tỉnh Bình Phước vẫn liên tục đề nghị tỉnh Lâm Đồng chấp thuận việc gia hạn giấy phép khai thác cát cho công ty này trên đoạn sông Giáp Ranh giữa hai địa phương này. Để hiểu hơn về sự việc là đây này, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian hoạt động khai thác, công ty chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân hai tỉnh và gây nhiều sạt lở bờ sông phía huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng, nhưng không hợp tác trong việc khắc phục, bồi thường cho người dân, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm 2021, tỉnh Bình Phước lại có công văn đề nghị thỏa thuận gia hạn khai thác cát cho công ty Trường Phát ngày 12 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản trả lời việc gia hạn giấy phép trên thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, trước khi gia hạn, tỉnh Bình Phước cần chỉ đạo công ty Trường Phát phải đảm bảo yêu cầu, điều kiện quy định theo luật. Ngay sau đó, ngày 22 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước và các địa phương liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét gia hạn giấy phép khai thác cát trên sông Đồng Nai tại khu vực trên cho công ty Trường Phát. Được biết công ty Trừng Phát được tỉnh Bình Phước cấp phép khai thác từ tháng 7 năm 2015, tuy nhiên từ đó đến nay công ty này nhiều lần đã bị xử phạt vì không thực hiện đúng quy định pháp luật trong quá trình hoạt động.